Vì sao sáng bao nhiêu thế hệ tôn kính người, người đã hy sinh cho toàn nhân loại, cho đảng và dân rạng rỡ hôm nay. Học tập theo người luôn luôn tiến bước, đấu tranh thắng lợi đã vững bền, gìn giữ quê hương sáng rực muôn đời, dân tộc Việt Nam anh dũng kiên cường. Đất nước Việt Nam như người hằng mong, tuổi trẻ thanh niên hăng hái lên đường, hậu phương tăng gia sản xuất, bao công trình sự nghiệp đổi mới. Lời ca ngàn lời yêu thương, công ơn của người luôn hằng ghi nhớ. Người là tấm gương cho toàn đảng, toàn dân học tập suốt đời. Vì sao sáng bao nhiêu thế hệ tôn kính người, người đã hy sinh cho toàn nhân loại, cho đảng và dân rạng rỡ hôm nay. Học tập theo người luôn luôn tiến bước, đấu tranh thắng lợi đã vững bền, gìn giữ quê hương sáng rực muôn đời, dân tộc Việt Nam anh dũng kiên cường. Đất nước Việt Nam như người hằng mong, tuổi trẻ thanh niên hăng hái lên đường, hậu phương tăng gia sản xuất, bao công trình sự nghiệp đổi mới. Vang mãi lời ca ngàn lời yêu thương, công ơn của người luôn hằng ghi nhớ. Người là tấm gương cho toàn đảng, toàn dân học tập suốt đời. Đất nước Việt Nam như người hằng mong, tuổi trẻ thanh niên hăng hái lên đường, tăng gia sản xuất, bao công trình sự nghiệp đổi mới. Vang mãi lời ca ngàn lời yêu thương, công ơn của người luôn hằng ghi nhớ. Người là tấm gương cho toàn đảng, toàn dân học tập suốt đời. Người là tấm gương cho toàn đảng, toàn dân học tập.